Chào các bạn và chào mừng trở lại trên channel của mình. Cũng được hơn một tháng rồi từ cái lúc mà mình là làm cái video cuối cùng, video video GTA 5. Thì như mình đã thông báo trên cái video GTA 5 là bây giờ mình đang phải ôn thi đại học cho nên không thể chơi game nhiều được, nên cũng không thể quay video. Thì từ sau khi thi đại học xong thì mình cũng đi du lịch Singapore và một nước khác nữa, cho nên không thể ra nhiều cái video gameplay được. Cho nên mình bây giờ mình đang mở một server Unchained 3.0 để cho các bạn kiểu vào chơi với nhau. Mình mở server này cũng được 2, 4, 6 và 8 người rồi, tính luôn cả mình. Mà các bạn nào có follow ở trên fanpage thì các bạn cũng đã biết là mình đã có đăng cái thông tin mở server trên đấy rồi. Mình làm video này là để muốn thông báo cho các bạn là mình mở server và hướng dẫn các bạn có thể join được cái server của mình, cũng như là đủ thêm cho server đông vui. Bắt đầu. Thì đầu tiên các bạn cần là vào Steam và vào Store search những cái Unchained để tải game về. Đây Steam Library, đây là một game free to play trên Steam, các bạn có thể tải về thoải mái. Kéo xuống nhấn play game, mình cài bộ này net. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đợi game đợi tải game về. Bản cài game này cũng khá nhẹ, khoảng 50 MB nên tải cũng không mất nhiều thời gian lắm. Sau khi tải xong thì các bạn tìm vào library, tìm cái đây rồi, Unchained. Bạn chuột phải và vào property. Tiếp theo là general update local file beta. Ở đây bạn vào tab beta, cái enter beta access code to unlock the library beta. Các bạn gõ vào cái operation marble leaf. Cái code này mình sẽ để bên phần comment, các bạn cứ copy vào. Ok, check code correct right review is now available. Ok, thế là thành công rồi. Các bạn nhấn vào đây và chọn cái phần review public test run close. Ở đây thì Unchained nó sẽ yêu cầu các bạn update, download, bạn double click vào và download the update. Ok, đây các bạn download thêm 67.5 MB nữa để vào được cái update lên Unchained 3.0. Sau khi các bạn đã download xong cái Unchained 3.0 thì các bạn phải cần có cái map, tại vì đây là server Unchained 3.0, mình sử dụng một cái map riêng cho server chứ không sử dụng cái map mặc định, cho nên phải có map ở trong cái thư mục của server, thư mục của game mình nhập. Thì cái map này các bạn có thể download ở bên dưới cái description, mình sẽ để một cái link dẫn tới cái bài viết ở trên fanpage của chú Kim Minh. Thì các bạn download ở trên đấy, mọi cái thay đổi nào của game thì mình cũng sẽ update ở trên cái fanpage của chú Kim Minh. Ok, bây giờ các bạn quay lại phần library và chỗ Unchained review, bạn tiếp tục phải và tìm đến đâu ấy nhỉ? Đâu mẹ rồi. Hay là Roboty tiếp nhỉ? Roboty rồi local file. Throw local file. Ok, đây nó sẽ mở cái folder game mình thân lên cho bạn. Các bạn đã download ở trên fanpage thì các bạn sẽ có một cái WinRAR 123 như thế này, mình không biết đặt như thế nào, mình đặt 4 123 vậy. Các bạn copy cái này vào map
từ. Các bạn copy cái này vào map. Copy map paste vào đây, sau đó các bạn sẽ nén chuột phải vào đấy, xong rồi extract here. Các bạn sẽ nén thủ công như là mở lên xong rồi kéo file này ra đấy. Ok, thì bây giờ các bạn đã có map của server mình. Các bạn server khác thì các bạn cũng làm tương tự, và cái map của người khác thì mình cũng không biết. Ok, bây giờ các bạn chỉ có việc vào intern thôi. Đây cái khi muốn vào được intern server của mình thì các bạn phải cần có IP và có các kiểu linh tinh các thứ như là port hoặc là password. Ok, các bạn vào intern 3.10.5 gì đấy đây. Nếu mà có các bản update nào mới thì các bạn nhớ lên update, tại vì xài hai bản khác nhau. Như là server của mình update là mới, các bạn có xài bản cũ thì các bạn cũng không thể vào được game. Ok, vào bạn nhấn play, connect. Đây IP của mình cũng sẽ để ở dưới cái link description cái IP tới cái địa chỉ đến cái bài viết trên fanpage, thì đó sẽ cũng có IP, port và password. IP là 116.100.143.139, port là 25444 và password là 123. Ok, và connect. Ok, Wicker Village. Cái map này cũng mình thấy là cũng khá rộng nên load có vẻ hơi lâu. Ok, đổ vé tối rồi. Đây Wicker Village. Ok, các bạn đã vào được server. Chúc các bạn thành công.